Xin chào các bác và anh em. Trong buổi sáng của ngày hôm nay chúng em đang chuẩn bị rất là nhiều những đơn hàng của các bác và anh em. Khi chúng ta mùa bệnh dịch này, chúng ta ngồi ở nhà, chúng ta đặt hàng ấy, thì chúng em sẽ chuẩn bị các thứ căn chỉnh sẵn cho các bác, cũng như là test hàng trước khi gửi đi cho các bác. Thì trong số đơn hàng của ngày hôm nay thì có đơn hàng của anh Bảy, xin lỗi anh Bỉ, ở Hậu Giang. Anh ở huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, có đặt hàng chúng em một cục đẩy liền vang X7 DAC. Ở đây có phải nói là một phiên bản cái xu hướng chơi karaoke tại thời điểm hiện tại. Vừa như những video chia sẻ của chúng em hôm trước thì em đã có chia sẻ với các bác và anh em là âm ly bây giờ đã quá lạc hậu rồi, quá lỗi thời rồi. Đó là công nghệ của 20, 25 năm trước. Thì thời điểm đó thì nó đã gần như là không có những cái công nghệ mới như bây giờ, như chống hú là không có cổng quang, không có bluetooth, không có giải mã, rồi không có tính năng nghe nhạc và hát karaoke chuyên biệt. Đó chỉ đơn thuần là những cái tiếng echo thông thường, cũng như là căn chỉnh đến rất là nhiều nút, rất là lằng ngoằng, phức tạp. Thì cái xu hướng chơi anh em đã lựa chọn sang đẩy rời, hoặc là chơi đẩy liền vang. Có hai xu hướng, một là chơi đẩy rời, vang rời thì nó sẽ nhiều thiết bị hơn, nó cồng kềnh hơn, và đương nhiên này nó cũng sẽ có những cái ưu điểm, nó làm chất âm rất là hay. Tuy nhiên thì nó có nhược điểm, đó là anh em chơi thì nó sẽ phải căn chỉnh rất là cẩn thận nó nót, vì thì nó mới hay được, nó khai thác được tối đa cái tố chất của từng thiết bị một. Nhưng với những anh em nào không biết sử dụng, hoặc là những người già, người phụ nữ, hoặc là người lớn tuổi chẳng hạn, thì chúng ta không biết sử dụng, hoặc là những người không biết về âm thanh ấy, không biết căn chỉnh làm sao, thì cái lựa chọn chơi đẩy rời, vang rời thì có lẽ là nó không phù hợp. Và một cái nhược điểm nữa là khi mà anh em chơi gia đình mà muốn tiết kiệm chi phí thì đẩy rời, vang rời nó sẽ tốn tiền hơn các bác nhé. Thay vì chúng ta mua những cái thiết bị rời thì đây cũng có thể nói là một lựa chọn tuyệt vời, gọn nhẹ, đơn giản mà vẫn hay như những thiết bị rời các bác nhé. Cái quan trọng nhất là vẫn là dễ sử dụng nữa, và tính hiệu quả của nó thì em đánh giá nó là cái phiên bản cái đáng chơi nhất trong thời điểm hiện tại của năm 2021. Bản thân nó đã tích hợp sẵn lưng tiếng, giải mã, chống hú, cổng quang, đầu đọc USB, bluetooth, rồi cùng rồi giải mã nữa, cho nên là nó rất là hay và nó cũng rất là dễ sử dụng nữa. Các phiên tinh chỉnh chìm như này thì nhà sản xuất người ta đã thiết kế chìm và căn chỉnh sẵn cho chúng ta, rồi chống hú thì tự động, rồi mọi thứ kết nối nó cũng rất là dễ dàng. Có cả đường riêng cho loa siêu trầm, rồi có cả đường chỉnh riêng cho từng mic, rồi nhạc riêng, echo riêng. Có nghĩa ba cái phím này là chúng ta hay dùng nhiều nhất. Và cái công suất của nó thì đủ mạnh để đánh được 2 đô bát 30 hoặc 2 bát 25, hoặc là đô bát 40 có dư, kiểu như vậy. Thì chúng ta có thể vấn đề còn lại chúng ta chỉ việc cắm mic vào là chúng ta hát thôi. Và đây có thể nói là cái lựa chọn tuyệt vời cho các bác và anh em, cũng dễ sử dụng, đơn giản và hiệu quả. Và hướng dẫn lại sơ qua cho các bác và anh em khi chúng ta sử dụng. Thế thì phía trước nó có 3 cái đường cắm mic. Ở đây thì anh em có thể cắm vào cho mic có dây, ở đằng sau thì có 2 đường nữa cho mic không dây. Đây là 2 đường cho mic không dây. Ở đây là 2 đường cho loa siêu trầm. Và chúng ta có thể chỉnh to nhỏ từ các tần số cho loa trầm ở đây. Đó. Có 4 đường ra loa các bác nhé. 4 đường ra loa. Chúng ta bên này là một vế này. Bên này là một vế này. Đó, thế là chúng ta có thể chơi được 2 loa rồi. Và giá của phiên bản này thì hiện tại rất là yêu thương các bác nhé. Giá chỉ có 7 triệu đồng cho phiên bản hàng chính hãng, thương hiệu của Mỹ, được sản xuất tại Đài Loan. Toàn bộ những linh kiện là linh kiện rất là xịn của Mỹ, của Nhật kết hợp, và được lắp ráp ở Đài Loan để giảm bớt cái chi phí sản xuất. Đây là hàng chính hãng và được nhập khẩu bởi công ty đầu tư phát triển thương mại và dịch vụ và sản xuất Hoàng Long. Và được sản phẩm này được bảo hành cho chúng ta trong vòng 1 năm các bạn nhé. Sản phẩm lỗi sẽ được đổi mới luôn trong vòng 1 năm. Nên anh em chơi những phiên bản này cực kỳ là yên tâm. Và đây cũng không phải là lần đầu tiên em giới thiệu cho các bác và anh em phiên bản này. Mà phiên bản này thì đã phân phối ra thị trường từ rất lâu rồi. Và cái số lượng thì không thể nhớ được đến thời điểm này là bao nhiêu chiếc. Và chưa có một cái phiên bản nào lỗi cả. Và nếu như có lỗi, giả sử trường hợp lỗi thì chúng em sẽ đổi mới luôn cho các bác và anh em nhé. Đấy, chúng ta trong vòng 1 năm nên chúng ta hoàn toàn yên tâm. Và hết thời gian bảo hành thì chúng em sẽ hỗ trợ sửa chữa nếu như có phát sinh ra lỗi. Và nên phiên bản này thì các bác và anh em chưa hoàn toàn yên tâm nhé. Đây cũng là đơn hàng của anh Bỉ, và anh đã đặt cọc cho trước chúng em 2 triệu rồi, còn nhận hàng thanh toán là 5 triệu nữa. Rất là cảm ơn anh Bỉ ở Châu Thành, Hậu Giang đã ủng hộ cho em cái để liên lạc của ngày hôm nay. Và phần cuối như này test được màu đỏ nha, test cho các bác và anh em cùng nghe. Trong cái lúc em quay anh em đang đóng hàng nó sẽ có hơi tiếng kéo kẹt quanh chính, mong các bác và anh em thông cảm nhé. Rồi đây, em đang chơi với đôi loa G4000 7 loa 1 thùng bát 30. Đây,
chúng ta có thể chuyển qua chuyển lại các chế độ nghe nhạc này. Đây là chế độ nghe nhạc này. Đây là tắt chế độ nghe nhạc và chuyển sang karaoke, nó sẽ như thế này. Đó là rất là hay các bạn nhé, rất là hay, âm thanh cực kỳ trong trẻo và chi tiết, hay rất nhiều so với những bộ dàn mà anh em đôi khi chúng ta phải mua rất là nhiều tiền thì mới cho cái chất âm được hay như này. Và đây là tiếng tiếng echo của cái con vang này. 1 1 1 1 2 5 6 7. Chúng ta thấy được rất là ngọt ngào đúng không? Mà ngọt ngào nhưng nó vẫn giữ được cái độ trung thực các bạn nhé. Rồi, và em sẽ phép được tạm dừng video ở đây để đóng hàng gửi đi cho anh Bỉ ở Hậu Giang. Kính chúc anh Bỉ và các bác và anh em cũng như là những người theo dõi Hoàng Long âm thanh số chúng em thật là nhiều sức khỏe, bình an và mọi điều tốt lành. Xin chào và hẹn gặp lại.